Từ mấy ngày nay, các hộ làm cá bè, cá lồng tại thành phố Hưng Yên đã chủ động có giải pháp bảo vệ bè cá, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra. Toàn thành phố hiện có gần 300 lồng cá trên sông, tập trung nhiều ở các phường xã Lam Sơn, Minh Khai, Tân Hưng, Phú Cường. Khoảng 10 giờ sáng nay, mặc dù trời mới mưa nhỏ, song lại có gió lớn và sóng lớn trên sông Hồng. Qua công tác kiểm tra của chính quyền địa phương sáng nay, cơ bản các lồng cá đã được chằng buộc và neo móc chắc chắn. Các chủ lồng cá đã di chuyển về nơi an toàn. Một vài trường hợp chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống bão đã được vận động nhắc nhở kịp thời. Ủy ban nhân phường Lam Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch ra thông báo tất cả các lồng bè nuôi cá thủy sản trên sông Hồng chằng chịt và di chuyển toàn bộ tài sản cũng như con người, tuyệt đối không để bất cứ một người nào trên lồng bè cá. Cho đến hiện nay thì qua kiểm tra thì hiện tại là không có người dân nào trên lồng cá, duy nhất có một trường hợp thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động và họ đã nhận thức rõ cái mối nguy hiểm của cơn bão và đã nhất trí là di rời.